đang có đứt gì nha anh em. Có tem nha, đứt chữ gì này. Cái tên này còn cái thằng nha, mất cái đầu rồi. Rồi đây anh em để ý quay một lần nha anh em ơi. Video là không có chụp hình luôn. Quay đầy đủ này ha. Hôm nay bên em 108 nha, đứt về nha anh em. Chưa vệ sinh nha, đầu tư mình lấy tay quẹt quẹt thôi. Bỏ vô là hát thôi, con nào còn da vui ro thì chơi. Lên lại. Tôi tìm đi trong niềm vui và đêm giờ. 50%. Ước tôi. Rồi, trên đây. Giờ qua radio này nha, FM. Tên nó lóng rồi nè, gỡ đại. Tắt cái đèn này. Rõ cơ nào. Lời yêu thương ôi trên môi vụn về. Đường ta đã qua chim quất trắng trời. Đường ta bằng sự mã QR BOS triển khai hệ thống đầu lọc. Ở mức cao của địa bàn. Có thể được bao nhiêu đài nha nè. Một đài. Hai đài. Ba đài. Bốn đài. Năm đài. Sáu đài. Bảy đài. Tám đài. Rõ. Được khen đạt thành công nhờ đài. Chính đài. Như vậy bệnh viện vẫn gặp khó khi nguồn nhân lực, hệ thông tin còn thiếu. Mùa xuân đầu, mỗi dài đêm sâu. Lớp trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây. Xác định công tác phòng ngừa cháy nổ là một trong những biện pháp có yếu tố quyết định. Nhằm hạn chế và phòng ngừa điều kiện cách tua được không? Tua được luôn nha anh em. Tua lại thôi coi. Lại yếu. Cũng được. Mấy chục năm rồi anh em, nó bỏ bên Đức chắc cũng phải trên chục năm có. Ha, chạy bên ba tua rồi đó, có trớn tua rồi ha. Mấy cái đồ nó mấy chục năm game điện mà chơi thôi nè. Rồi, lay.